Chào các em, hôm nay thầy trình bày cho các em về chủ đề quần thể tự thụ phấn. Về lý thuyết như sau: thế nào là quần thể tự thụ phấn? Khái niệm quần thể tự thụ phấn ở đây ám chỉ thực vật, cây xanh, tức là mỗi một cơ thể là một kiểu gen, mà là tự thụ phấn, tức là da tự được và da tự cái trên cùng một cây kết hợp với nhau. Như vậy, quần thể tự thụ phấn là da tự được và da tự cái trên cùng một cây kết hợp với nhau. Mỗi một cây là một kiểu gen. Ví dụ sau đây, một quần thể ban đầu có B, có các kiểu gen sau đây: A lớn, A nhỏ và A nhỏ, A nhỏ, với điều kiện là quần thể này là quần thể tự thụ phấn. Trong ví dụ này có hai nhóm các thể. Nhóm các thể số 1 có kiểu gen dị hợp A lớn A nhỏ. Nhóm các thể số 2 có kiểu gen đồng hợp lại mà là tự thụ phấn, tức là các da thụ và da thụ cái trên cùng một cá thể kết hợp với nhau. Ở đây là thực vật. Vậy tôi sẽ có những kiểu kết hợp sau đây. Kiểu thứ nhất là A lớn A nhỏ kết hợp với A lớn A nhỏ. Kiểu kết hợp số 2 là A nhỏ A nhỏ kết hợp với A nhỏ A nhỏ. Nó cho tôi rằng tự thụ phấn là các kiểu gen giống nhau kết hợp với nhau, và vì trên một cơ thể thì tất cả các tế bào đều có kiểu gen như nhau. Về đặc điểm của quần thể tự thụ phấn, ta xem có những đặc điểm nào. Quần thể tự thụ phấn có hai đặc điểm sau đây. Đặc điểm số 1, quần thể ít đa dạng về kiểu gen và kiểu rừng. Như bài trước thể đã dạy về quần thể mẫu khối thì rất đa dạng về kiểu gen và kiểu hình, cho nên quần thể mẫu khối là kho dự trữ các biến dị cho quá trình tiến hóa. Còn ở đây quần thể tự thụ phấn ít đa dạng về kiểu gen và kiểu hình. Sau đây thầy cho ví dụ để chứng minh cho điều này. Một quần thể ban đầu B có ba kiểu gen sau đây: A1, A1, một số cây có kiểu gen A2, A2, một số cây có kiểu gen A3, A3. Với điều kiện là quần thể này là quần thể tự thụ phấn. Thì số loại kiểu gen trong quần thể ở F1 là bao nhiêu? Đối với ví dụ này, theo đúng bản chất của quá trình tự thụ phấn là các giao tự và giao tự cá trên cùng một cây,
kết hợp với nhau. Như vậy tôi sẽ có P kiểu gen A1 kết hợp với kiểu gen A1. Bởi vì trên cùng một cây thì kiểu gen phải như nhau, thì F1 sẽ có kiểu gen sau đây: A1 cho ra giao tử A1 cũng cho ra giao tử A1, kết hợp với nhau được hợp tử tại F1 là A1. Phép lái số 2, kiểu gen A2 kết hợp với A2. Lập luận tương tự, ta có F1 trong xét ta này thì hợp tử phải có kiểu gen A2. Phép lái số 3, A3 kết hợp với A33, tôi sẽ có kiểu gen tại F1 như sau, cũng là luật tương tự. Kiểu gen của F1 là A3. Như vậy trong trường hợp này, số loại kiểu gen của quần thể tự thuộc vấn chỉ có 3 loại kiểu gen, ít hơn nhiều so với quần thể ngẫu phối. Như vậy đã trình bày xong đặc điểm số 1 của quần thể tự thuộc vấn. Đặc điểm số 2, quần thể tự thuộc vấn có xu hướng thành phần kiểu gen quần thể bị thay đổi theo xu hướng nào? Dị hợp tử giảm dần. Đồng hợp tử tăng dần. Sau đây là cho ví dụ. Một quần thể ban đầu gồm toàn những cây có kiểu gen dị hợp A lớn, A nhỏ. Hãy xác định thành phần kiểu gen tại F1. Sau đó cho các cây F1 tự thuộc phấn để được F2, F3, F4, Fn với điều kiện là tự thuộc phấn liên tục. Đối với bài này ta giải như sau: ở đây thầy không có dùng công thức ở Việt Nam chứng minh. Vào trong phần vận dụng, ta sẽ áp dụng công thức cho nhanh. P 100% dị hợp A lớn hơn nhỏ. Như vậy tôi sẽ có A lớn hơn nhỏ kết hợp với A lớn A nhỏ. Tôi được kiểu gen tại F1 như sau: 1/4 A lớn A lớn, 2/4 A lớn A nhỏ, 1/4 A nhỏ A nhỏ. Tiếp tục cho tự thuộc phấn các cây F1. Tôi có F2 như sau: 1, những cây A lớn có kiểu gen A lớn thì khi tự thuộc phấn sẽ như sau: 1/4 A lớn kết hợp với A lớn. Tiếp theo F2, ở đây vẫn là F1, thì
sau. Tôi có A lớn A lớn kết hợp với A lớn A lớn thì là 100%, A lớn A lớn 100%, A lớn A lớn đối với 1/4 thì không đổi, vẫn là 1/4 A lớn A lớn. Tiếp tục 2/4 A lớn A nhỏ kết hợp với A lớn A nhỏ, tôi có F2 như sau. Tại F2 2/4 theo đúng quy luật di chuyển của ngành em ở định luật 1, A lớn A nhỏ kết hợp với A lớn A nhỏ, tôi được tỷ lệ 1/4 A lớn A lớn 2/4 A lớn A nhỏ 1/4 A nhỏ A nhỏ. Nhân vô ta có 2/16 A lớn A lớn 4/16 A lớn A nhỏ 2/16 A nhỏ A nhỏ. Như vậy tôi đã được kết quả F2 khi cho cây có kiểu gen A lớn A nhỏ tự thụ phấn. Tiếp theo tại F1 cho các cây có kiểu gen A nhỏ A nhỏ tự thụ phấn thì có như sau: 1/4 A nhỏ A nhỏ kết hợp với A nhỏ A nhỏ thì tôi được F2 là 1/4. Kiểu gen A nhỏ A nhỏ kết hợp với kiểu gen A nhỏ A nhỏ thì được F2 vẫn là 100% A nhỏ A nhỏ 100% 1/4 là 1/4. Vậy tại F2 tôi sẽ có kiểu gen đồng trộn như sau. Kiểu gen gì hả? Kiểu gen đồng lần. Ở đây kiểu gen dị hợp là 4/16. Kiểu gen đồng trộn 1/4 cộng với 2/16 sau khi quy đồng thì tôi được 6/16 kiểu gen A lớn A lớn. Tương tự tôi có 2/16 A nhỏ A nhỏ với 1/4 quy đồng cộng lại, tôi có 6/16 A nhỏ A nhỏ. Như vậy tại P tự thụ phấn tôi được F1, F1 tiếp tục cho tự thụ phấn tôi được F2. Nhận xét như sau: dị hợp giải ở trên này dị hợp là 100% thì dưới này dị hợp là 2/4 F2 dị hợp là 1/4 nếu tôi rút ngọn. Cứ như vậy tiếp tục làm cho tới F3 tự thụ phấn được F4 tự thụ phấn được Fn. Tôi so sánh thấy P khác F1, F1 có thành phần kiểu gen khác F2, F2 có kiểu gen khác F3 và khác Fn. Sự khác này luôn luôn theo xu hướng là dị hợp tử giảm, đồng hợp tử tăng. Sau đây thầy sẽ so một vài ví dụ để vận dụng trong lý thuyết đối với bài quần thể tự thụ phấn. Chào các em, sau đây thầy cho một vài ví dụ để vận dụng về quần thể tự thụ phấn. Trước khi vận dụng thì ta lưu ý lại một số công thức. Từ lý thuyết tôi rút ra những công thức sau đây đối với quần thể tự thụ phấn. Công thức số 1, nếu P ban đầu là 100% dị hợp thì tỷ lệ những loại kiểu gen tại thế hệ F1, F2, F3, F4, Fn. Ở đây tôi tập trung để ghi Fn. Về lý thuyết, dị hợp luôn có xu hướng giảm, đồng hợp có xu hướng tăng. Ở đây dị hợp A lớn A nhỏ sẽ bằng
1 trên 2 mũ n. Với điều kiện n là số thế hệ tự thụ phấn. Tại n đồng chọi a lớn lớn bằng 1 trừ cho 1 trên 2 mũ n chia 2. Vì sự giảm của dị hợp sẽ chia đều cho đồng chọi và đồng lặp. Lập luận tương tự ta có đồng hợp gian lận tại S, N và 1 trừ cho 1 trên 2 mũ N chia 2. N đây là số thế hệ tự thụ phấn liên tục. Công thức số 2, nếu tại P thành phần kiểu gen của đồng chọi là X, thành phần kiểu gen dị hợp là Y, thành phần kiểu gen của đồng hợp gian lận là Z, thì tỷ lệ mỗi loại kiểu gen tại F1 được tính theo công thức sau đây. Với điều kiện N vẫn là số thế hệ tự thụ phấn, dị hợp luôn có xu hướng giảm, cho nên ở đây dị hợp A lớn hay nhỏ bằng Y nhân cho 1 trên 2 N. Với điều kiện N là số thế hệ tự thụ phấn, đồng chọi A lớn lớn bằng X ban đầu đã có sẵn được tăng thêm sự giảm của dị hợp. Sự giảm của dị hợp là Y trừ cho Y nhân cho 1 trên 2 mũ N, sự giảm của dị hợp chia đều cho đồng chọi và đồng lặp. Thứ hai, lập luận tương tự đã có đồng hợp gian lận bằng Z ban đầu có sẵn cộng với sự giảm của dị hợp. Sự giảm của dị hợp chia đều cho đồng chọi và đồng lặp, cho nên tôi có Y trừ Y nhân cho 1 trên 2 mũ N chia 2. Với điều kiện N vẫn là số thế hệ tự thụ phấn. Bây giờ thầy sẽ đi vào chi tiết một số ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ 1, ở một loài thực vật gen A lớn quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với alen A nhỏ quy định hoa vàng. Một quần thể ban đầu có P 100% A lớn A nhỏ, hãy xác định thành phần kiểu gen và thành phần kiểu hình tại F1, F2, F3. Để dừng tại F3. Với điều kiện N, với điều kiện ở đây là quần thể tự thụ. Ở đây nếu tính F1 thì N bằng 1, nếu tính F2 thì N bằng 2, nếu tính F3 thì N bằng 3. Ở đây thầy chọn tính tại F3, tức là được F1 tiếp tục trong tự phấn được F2, F2 tiếp tục trong tự phấn được F3. Bài này sẽ giải như sau. Đây là tính trạng quy định màu sắc hoa. Trong trường hợp này một gen có hai len. Nếu A lớn quy định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với A nhỏ là gen quy định kiểu hình hoa vàng, thì tôi sẽ có như sau. Một gen có hai len thì trong quần thể tối đa là ba kiểu gen đồng trội A lớn A lớn, dị hợp A lớn A nhỏ, đồng hợp gen là A nhỏ A nhỏ, ba kiểu gen khác nhau. Nhưng về kiểu hình, A lớn A lớn có kiểu hình hoa đỏ, A lớn A nhỏ cũng có kiểu hình
hoa đỏ. Vậy đồng trộn và dị hợp chung một kiểu hình là hoa đỏ. Còn A nhỏ đồng hợp sẽ là có kiểu hình hoa vàng. Ba kiểu gen khác nhau, hai kiểu hình khác nhau trong một tổ hợp tinh trạng. Giờ cụ thể, tôi có T ban đầu là 100% dị hợp. Vậy tại F3 tôi sẽ có thành phần kiểu gen tại F3 như sau, với điều kiện là quần thể tự tụ. Áp dụng công thức số 1, ta có A lớn A nhỏ bằng 1/2 mũ N. Trong tình huống này N bằng 3, hệ số vào ta có 1/2 mũ 3 là bằng 1/8. Tại F3 kiểu gen đồng trộn A lớn là cũng áp dụng công thức, ta có 1/1/2 mũ N chia 2, hệ số vào ta có 1/1/2 mũ 3. 1/2 mũ 3 là 1/8, 1/1/8 là 7/8, 7/8 chia 2 là 7/16. Lập luận tương tự, ta có A nhỏ bằng 1/1/2 mũ N chia 2, hệ số vào ta có 1/1/2 mũ 3. 1/2 mũ 3 là 1/8, 1/1/8 là 7/8 chia 2 bằng 7/16. Vậy thành phần kiểu gen tại F3 như sau. Tôi có đồng trộn chiếm 7/16. Dị hợp A lớn A nhỏ 1/8. Tôi quy đồng là 2/16 dị hợp A lớn A nhỏ. Đồng hợp sẽ là tôi có tỷ lệ là 7/16 A nhỏ. Đây là thành phần kiểu gen. Về thành phần kiểu hình tại F3 như sau. Ở đây đồng trộn A lớn A lớn và dị hợp A lớn A nhỏ chung một kiểu hình là hoa đỏ. Vậy cộng lại tôi có 9/16 có tỷ lệ kiểu hình là hoa đỏ. 7/16 là tỷ lệ kiểu hình của hoa trắng. Sau đây thầy cho thêm một ví dụ nữa. Một quần thể ban đầu có T thành phần kiểu gen như sau: 0.5 B lớn B lớn, 0.4 B lớn B nhỏ, 0.1 B nhỏ B nhỏ. Hãy xác định thành phần kiểu gen và thành phần kiểu hình tại F2. Biết rằng B lớn là gen quyết định thân cao, trội hoàn toàn so với A lên B nhỏ, quyết định kiểu hình thân thấp.
và quần thể này là quần thể tự thụ phấn được F1 tiếp tục cho F1 tự thụ phấn được F2. Bài này sẽ giải như sau. B là Z quy định kiểu hình thân cao là trộn hoàn toàn so với anh B nhỏ quy định kiểu hình thân thấp. Nếu như thế này, ta sẽ hiểu là một gen có hai anh thì số loại của gen là 3, đồng trộn B lớn, dị hợp B lớn B nhỏ, đồng hợp gen là B nhỏ B nhỏ. Tuy nhiên, do trộn hoàn toàn mối quan hệ giữa các gen alen là trộn hoàn toàn thì kiểu gen B lớn, kiểu gen B lớn B nhỏ chung một kiểu hình là thân cao. Còn B nhỏ có kiểu hình là thân thấp. Ba kiểu gen khác nhau, hai kiểu hình khác nhau. Quần thể ban đầu tôi có P không phép năng, B lớn, không phép 4, B lớn B nhỏ, không phép 1, B nhỏ. Với điều kiện là tự thụ phấn thì theo công thức đồng trộn là X, dị hợp là Y, đồng hợp gen lặn là Z, thì đối với bài này cụ thể X là bằng 0,5, Y là bằng 0,4, Z là bằng 0,1. Tổng tỷ lệ ở đây trong quần thể là 100%. Đề bài hỏi F2 nghĩa là từ P đến F1 được một thế hệ tự thụ phấn, từ F1 đến F2 được một thế hệ tự thụ phấn nữa, chung cuộc từ P đến F2 cứ được hai thế hệ. Vậy trong trường hợp này N bằng 2, áp dụng công thức tôi sẽ tính toán được thành phần kiểu gen của quần thể tự thụ phấn là F2 như sau. Dị hợp B lớn B nhỏ bằng Y nhân cho 1 trên 2 mũ N. Thế số mà ta có ở đây Y bằng 0,4 nhân 1 trên 2 mũ 2. Vậy đến thế hệ thứ hai thì dị hợp giảm chỉ còn là 0,1. Đồng trộn B lớn sẽ có tỷ lệ sau đây. Áp dụng công thức ta có X ở đây là 0,5 cộng với sự giảm của dị hợp. Dị hợp ban đầu là Y là 0,4, đến F2 thì dị hợp chỉ còn 0,1 trừ 0,1. Sự giảm của dị hợp chia đều cho đồng trộn và đồng lặn ở đây chia 2. 0,4 trừ 0,1 và 0,3 chia 2 là 0,15 cộng với 0,5 là đồng trộn B lớn bằng 0,65. Lập luận tương tự, ta có kiểu gen của đồng lặn và ở đây tại P đồng lặn là 0,1 tức là Z bằng 0,1 cộng với sự giảm của dị hợp là 0,4 trừ 0,1. Sự giảm của dị hợp chia đều cho đồng trộn và đồng lặn
Ở đây ta có 0,4 trừ 0,1 đồng nghĩa 3 chia 2 là 0,15. 0,15 hoặc 0,1 là 0,25. Vậy thành phần kiểu gen tại F2 là đồng chọn 0,65. 0,65 b lớn b lớn cộng dị hợp 0,1 b lớn b nhỏ đồng hợp phép lại là 0,25 b nhỏ và 1. Về thành phần kiểu hình tại F2 như sau: kiểu gen b lớn b lớn và kiểu gen b lớn b nhỏ đều chung một kiểu hình là thân cao. Vậy tôi có tại F2 thân cao có tỷ lệ sau đây là 0,75 thân cao b nhỏ là gen quyết định kiểu hình thân thấp, cho nên tỷ lệ kiểu gen trùng với tỷ lệ kiểu hình. Ở đây tôi có 0,25 thân thấp. Tỷ lệ này cũng có thể là 3 cao 1 thấp. Vậy thầy đã trình bày xong chủ đề về quần thể tự phân vừa lý thuyết vừa vận dụng. Chào tạm biệt các em. Chúc các em thành công.